là quà của cha mẹ và gia đình anh hai. Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn gia đình anh đi nha. Ủa gì vậy? Luôn vui tươi. Mời nè. Dữ vậy trời. Ủa gì vậy? Cái này không cần lấy ra nhiều đâu nha mọi người. Chết vui trời ơi. Đĩa than của Taylor Swift. Bang, dừng khoảng chừng là 2 giây. Nước mà. Trời ơi, chúc mừng sinh nhật mà viết xúc động ghê á mọi người. Trời ơi, cứu tôi. Chúc vui. Happy birthday. Cha Masanabel. Ngắn gọn xúc tích. BTS con đường khẳng định chính mình. BTS những thước phim quay chậm. Hai cuốn sách về BTS mọi người ơi. Mời nè. Ủa gì vậy? Không biết nữa. Đĩa của album của Red Velvet mọi người ơi. Really Bad Boy. Đây là quà của Minh Trang ở Anh gửi về cho con nghe. Ủa gì vậy? Đĩa nhạc. Đúng mọi người, đây là đĩa gì? Đây là đĩa nhạc tiếp mọi người. Trời ơi. Cứu tôi, EXID. Phiên bản Nhật Bản mọi người ơi. Chưa có mấy cái này. EXID. Mời nè. Cái này là quà của Bo Thông ở Đắk Lắk á, mày biết Bo Thông không? À! Trời ơi! Photo album của Lisa 0327 mọi người ơi. Photo album 0327 nè mọi người ơi. Anh đi lấy ra. Gấu bông xanh lá là xa lánh. Rồi, bả chạy đi luôn. Oh! Chị than của Amy Winehouse. Chuyện ngắn hả anh Tuấn? Cảm ơn Vi Dung Te Huy Con nha. Món này là gửi từ Mỹ về nè mọi người. Của gia đình Papa Tâm á mẹ. Trời ơi, xịn quá. Đĩa tan của Taylor Swift mọi người ơi. Fearless Taylor's version. Mời nè. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Cha mượn cái mắt kia. Mẹ mượn cho nước hoa đi đám cưới tí nha. Bye bye. Ủa gì vậy?